rồi và hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại mọi người trong cái dịp gần nhất. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhá. Yeah, một tràng pháo tay lớn nữa thì chúng ta làm được. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có thể nói là khi mà Đà Lạt hát rồi ở tại Vinhomes Grand Park như thế này, một không gian rất là tuyệt vời, có cảm giác như là thanh xuân rất đẹp, đúng không quý vị? Không có gì phải lo lắng cả, chúng ta cứ yêu, chúng ta cứ sống hết mình với con người của chúng ta. Không biết là ngày hôm nay Đà Lạt thấy như thế nào, bởi vì cá nhân Quang Bảo thấy nha, cư dân của Vinhomes Grand Park quá là tuyệt vời đúng không ạ? Yeah, thật sự là Đà Lạt vô cùng hồi hộp và đến bây giờ rất là phấn khích.